Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Trang, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Nguyễn Trang Official. Thì trong chương trình livestream tôi có nói ngắn gọn là vitamin D rất là quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Hôm nay tôi sẽ nói kỹ hơn về vitamin D, cách mà chúng ta tăng cường và có vitamin D cho cơ thể. Và cái quan trọng hơn là chúng ta nếu cần thiết thì chúng ta sẽ uống như thế nào. Để cho một số quý vị khỏi phải nghe hết video này, tôi chỉ ra 6 cách cơ bản để quý vị có thể tăng cường vitamin D. Cách thứ nhất là quý vị nên đi ra ngoài mặt trời và nhớ dùng kem chống nắng. Cái giờ là thường giờ buổi trưa và không nên đi nhiều. Thứ hai là quý vị ăn đồ biển có cá và trong đó có cá mỡ, ví dụ như là cá hồi, cá tuna hay tôm. Cái thứ ba là ăn nấm. Thứ tư là ăn những thức ăn mà có nhiều dinh dưỡng như lòng đỏ trứng gà hay là gan. Và thứ năm là ăn hoặc là uống những cái chất mà có vitamin D trong đó, ví dụ như sữa. Sữa là một trong những cái thành phần quan trọng mà tôi đã từng nói. Quý vị có thể uống sữa trong đó có vitamin D và có cả calcium trong đó. Và cách cuối cùng, cách thứ sáu là chúng ta uống vitamin D bổ sung nếu như cơ thể chúng ta không đầy đủ. Thì tôi cũng nói luôn cái đơn vị chuyển đổi, tại vì quý vị sẽ thấy rằng trên cái chai lọ mà bán ở ngoài tiệm, ví dụ Costco, thì họ sẽ ghi là International Unit, là chữ I chứ chữ U. Thì 1.000 International Unit là 25 microgram. Quý vị nhớ là như vậy. 400 International Unit là 10 microgram, là chữ MCG, microgram, chứ không phải là gram quý vị nhé. Thì đây là những cái đơn vị cơ bản, tại vì trong cái buổi nói chuyện này tôi sẽ nói kỹ hơn là quý vị cần bao nhiêu. Rồi, bây giờ chúng ta nói kỹ hơn về vitamin D. Thì vitamin D là gì? Vitamin D là một cái vitamin hòa tan trong mỡ, rất là quan trọng cho sức khỏe cơ thể chúng ta. Thiếu vitamin D có thể dẫn tới các bệnh về xương, cơ xương khớp, hệ miễn dịch và thậm chí là ung thư. Vitamin D giúp cho hấp thụ calcium là canxi và phosphate từ ruột, làm xương chúng ta đậm và chắc. Cơ thể thiếu vitamin D sẽ không hấp thụ được canxi và khiến chúng ta phải lấy canxi từ xương để sử dụng, dần dần làm cho xương yếu đi, dẫn đến bệnh còi xương và loãng xương. Vì vậy, uống bổ sung calcium mà thiếu vitamin D thì cũng không có tác dụng vì calcium không được hấp thụ vào cơ thể. Đây là một trong những điểm quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn với quý vị, là trước khi quý vị đi uống calcium hoặc là nghĩ ra mình thiếu canxi, chúng ta hỏi bác sĩ, chúng ta xem chúng ta có thiếu vitamin D hay không. Tại vì thiếu vitamin D sẽ không có giúp cho việc hấp thụ của canxi vào cơ thể được. Có hai loại vitamin D là vitamin D2 là chữ D2 và vitamin D3 là D3. Thì vitamin D2 hay còn gọi là eagle calciferol, thì đây là các loại vitamin D chủ yếu từ thức ăn. Như tôi nói trên là ăn từ đồ biển, ăn lòng đỏ trứng gà, ăn cá, và thường là có trong một số ít thức ăn giàu vitamin D mà thôi. Thì trong cái cơ thể chúng ta, tổng cái lượng vitamin D thì vitamin D2 chiếm rất là ít. Phần lớn cơ thể chúng ta là vitamin D3, là D3. Thì vitamin D3 là cái gì? Vitamin D3 là cholecalciferol. Thì đây là cái loại vitamin tổng hợp nhờ ánh nắng mặt trời. Khi mà chúng ta ra mặt trời, ánh nắng tia tử ngoại là UVB, không phải UVA, cũng không phải UVC, sẽ đi vào da chúng ta và kích thích một cái chuỗi sản xuất giống như một cái dây chuyền. Quý vị tưởng tượng, vitamin D3 được sản xuất trong cơ thể giống như là chúng ta sản xuất một chiếc xe Mercedes, có nghĩa là nó qua từng bước. Và cuối cùng tổng hợp lại, và khi mà chúng ta có đủ, nó sẽ tích tụ ở trong mỡ chúng ta. Thì đó là vitamin D3. Thì cơ thể chúng ta cần vitamin D, cả D2 lẫn D3, nhưng mà phần lớn là D3, tại vì đây là cái mà chúng ta tổng hợp được. Như vậy thì vitamin D có vai trò như thế nào trong hệ miễn dịch? Đây là một thành phần quan trọng để giúp hệ miễn dịch chúng ta chiến đấu với virus và vi khuẩn. Đặc biệt là trong hệ miễn dịch bẩm sinh, hay còn gọi là hệ miễn dịch nội sinh, và hệ miễn dịch thu được, hay còn gọi là hệ miễn dịch ngoại sinh. Quý vị nghe tôi nói nhiều về hệ miễn dịch cũng biết rằng là hệ miễn dịch giống như quân đội của một quốc gia. Trong đó hệ miễn dịch bẩm sinh là những cái gì mà chúng ta có sẵn, giống như là
hải lục không quân khi mà quân thù vừa vô có thể là chúng ta bắn liền. Trong khi hệ miễn dịch thu được là hệ miễn dịch cần có cái sự tương tác, học hỏi hay còn gọi là thông minh, giống như tình báo, giống như tình báo quân đội vậy. Thì khi mà hệ miễn dịch thu được và hệ miễn dịch bẩm sinh á, làm việc chung với nhau, chúng ta mới có một cái quân đội tốt nhất. Thì đó là chính là vai trò của vitamin D, có nghĩa là nó gắn kết giữa hai bên, làm việc cho hai, làm cho hai cả hệ thống đó nói chuyện với nhau và làm việc hiệu quả hơn. Cụ thể là ở hệ miễn dịch bẩm sinh thì vitamin D giúp cho tổng hợp một cái chất gọi là ketilicidin. Ketilicidin là một cái peptide chuyên môn tấn công virus và vi khuẩn. Và cái thứ hai là ảnh hưởng đến những tế bào đơn nhân, monocyte, và những đại thực bào, giúp cho những tế bào này tấn công tốt hơn. Ở hệ miễn dịch thu được thì vitamin D hiệu chỉnh các tế bào, giúp cái việc mà viêm nó giảm xuống và chuyển chế độ tế bào chúng ta qua từ cái phản công một cách thuần túy và phản công một cách gọi là thông minh hơn qua cái chế độ lạm dụng kháng thể. Thì đây là những cái tóm gọn vắn tắt về vai trò của vitamin D trong hệ miễn dịch. Một số quý vị hỏi tôi là bây giờ nếu chúng ta phơi nắng, chúng ta phải phơi như thế nào? Tia UVB là một trong những tia tử ngoại mà kích thích cái việc tổng hợp vitamin D. Mà khổ một cái là tia này có trong giờ cao điểm là từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Có nghĩa là sớm hơn cũng không có nhiều mà trễ hơn thì cũng không có nhiều. Thì ở giai đoạn này nếu mà chúng ta tắm nắng không cẩn thận, chúng ta sẽ bị burn, chúng ta sẽ bị phỏng và chúng ta cần có kem chống nắng. Và thật sự quý vị cũng không có cần phải tắm nắng quá nhiều, chỉ cần 5 phút cho tới 10 phút. Nhưng mà thường xuyên, nói cách khác, quý vị đi ra ngoài tập thể dục và giữ kem chống nắng thì đó là một cách tốt để mà chúng tôi có vitamin D. Vấn đề là tại nhiều nước trên thế giới, trong đó Hoa Kỳ, Canada và Anh Quốc, và mùa đông chúng ta không có ra ngoài và chúng ta cũng hạn chế ra ngoài đường, tại vì cái làn da thường là của người Mỹ gốc châu Âu, họ dễ bị burn hơn, dễ bị phỏng hơn và những cái rủi ro về ung thư da lại cao hơn. Chính vì vậy, nhiều lý do dẫn đến vitamin D tại những nước này có thể thấp hơn những nước khác. Một cách khác mà chúng ta có thể có vitamin D3 là thay vì chúng ta ra đứng ngoài nắng, chúng ta bôi kem dưỡng da, chúng ta tập thể dục, thì chúng ta uống vitamin D bổ sung. Và đây là cái điều mà tôi nói chính trong bài ngày hôm nay là chúng ta cần uống bao nhiêu. Cái điểm đầu tiên nhất là chúng ta phải biết chúng ta có thiếu hay không. Gặp bác sĩ của quý vị, bác sĩ sẽ check vitamin D level và xem là chúng ta có thiếu hay không. Nếu mà thiếu thì bác sĩ sẽ cho quý vị uống. Về thường là cái ngưỡng là dưới 30 là thiếu, ngưỡng từ 30 tới 50 là ngưỡng quý vị có thể uống bổ sung thêm nếu như quý vị lớn tuổi. Và cái liều dùng hiện nay là từ 800 cho tới 1000 international unit. Đó, đây là cái liều thấp và liều được khuyến cáo tại Hoa Kỳ cũng giống như tại Anh. Những cái nghiên cứu khác cho thấy rằng thiếu vitamin D dẫn đến bệnh hô hấp. Thì tôi có nói rất là nhiều lần, ít nhất là trong chương trình YouTube của tôi hoặc là trên Facebook, là rất là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vitamin D có vai trò rất quan trọng trong việc chiến đấu những cái bệnh về đường hô hấp. Cụ thể là một nghiên cứu tổng hợp đăng trên tạp chí BMJ, là một trong những tạp chí y khoa uy tín tại Anh, trên 11.000 bệnh nhân, chỉ rằng là nếu những bệnh nhân này họ có uống vitamin D bổ sung cái liều thấp nha quý vị, thì cái rủi ro mà họ bệnh về đường hô hấp thấp hơn 50% so với những người mà bị thiếu vitamin D. Cái nghiên cứu này cũng chỉ ra là nếu mà chúng ta uống vitamin D, chúng ta uống mỗi ngày chút chút, giống như chúng ta tập thể dục vậy, uống quá nhiều mà trong một lần thì không có tác dụng. Và đây cũng là cái điểm chung tôi muốn chia sẻ với quý vị, là khi mà chúng ta uống những cái thực phẩm bổ sung hay là những cái gì mà nó có tác dụng mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được thì chúng ta cũng nên uống từ từ. Nó có nhiều lý do. Thứ nhất là uống một cái liều thấp như vậy, cái tác dụng phụ rất là ít. Thứ hai, giúp cho cơ thể chúng ta từ từ phục hồi và từ từ quen dần với cái đó, thay vì chúng ta uống một liều quá nhiều. Thì đó cũng là cái hướng dẫn chung của tôi, nếu như quý vị phải uống vitamin, đặc biệt là vitamin D, để chúng ta uống từ từ và uống một lần chút xíu. Những nghiên cứu khác cho thấy rằng là thiếu vitamin D cũng có thể dẫn đến những bệnh nguy hiểm như bệnh suy hô hấp cấp tính, hay còn gọi là ARDS. Quý vị nghe cái chữ ARDS này khá là nhiều trên truyền thông, đặc biệt là trong cái đại dịch COVID-19. Thì nó là cái gì? Nó là một cái hội chứng
suy hô hấp cấp tính, có nghĩa là xảy ra rất là nhanh, xảy ra trong một vài giờ đồng hồ khi bệnh nhân nhập viện, là bệnh nhân có triệu chứng là bị thiếu oxy, không có thở được. Một trong những lý do chính là viêm phổi hay là viêm những cái tế bào phổi do nhiễm trùng, do sưng và nhiều lý do khác. Nhưng vai trò của vitamin D cho thấy rằng là thiếu vitamin D dẫn đến những cái tế bào phổi dễ bị viêm hơn và dễ dẫn đến cái tình trạng mà gọi là những cơn bão về hệ miễn dịch. Có một cái câu hỏi là vitamin D có giảm tỷ lệ tử vong của COVID-19 hay không? Có một cái nhóm nghiên cứu từ Hungary và từ Mỹ, sau khi họ thu thập những dữ liệu về những cái nước mà thấp vitamin D, trong đó có Mỹ và Anh và những nước khác, thì họ đưa ra các khuyến cáo là có thể là tại vì những người này thiếu vitamin D, thành ra dân số những nước này, đặc biệt là những người lớn tuổi, cái rủi ro về tử vong cao hơn. Thì khi mà tôi nhìn cái nghiên cứu này thì tôi cẩn thận hơn, tôi không nghĩ là nó rõ ràng, tôi nghĩ là có thể nhưng mà cần phải thêm dữ liệu. Một điểm tôi muốn chia sẻ với quý vị là khi quý vị đọc nghiên cứu, đặc biệt là cái lời nhắn dành cho những em sinh viên hoặc là bác sĩ nội trú hoặc là bác sĩ trẻ, là chúng ta cần phải phân biệt được mối quan hệ nhân quả với cái sự gọi là cùng có mặt. Tại vì hai cái đó chưa chắc nó đi chung với nhau. Cũng giống như là ở những nước mà ăn sô-cô-la nhiều thì họ có nhiều giải Nobel. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đi ăn sô-cô-la nhiều thì chúng ta sẽ có khả năng đoạt giải Nobel, cái thì không đúng. Thì tôi nói như vậy để quý vị hiểu rằng là trong khoa học chúng ta phân tích vấn đề kỹ như thế. Anh Quốc, chính phủ đã đề xuất tất cả mọi người nên uống vitamin D liều thấp là 400 international unit, hay còn lại là 10 hay là 10 microgram. Tại vì họ đã thấy được có cái sự liên hệ giữa hai bên. Và ngay cả trẻ em tại Anh Quốc thì họ cũng khuyến cáo là uống vitamin D liều thấp. Và tôi có để những cái link này từ cái tổ chức y tế quốc gia NIH của Anh Quốc. Một câu hỏi mà quý vị hay hỏi tôi là có nên uống kết hợp giữa calcium và vitamin D hay không? Tại vì quý vị cầm cái hộp đó, quý vị sẽ thấy là đa số là những cái hộp thuốc bán tại Costco nó đều bán kèm chung cả hai thứ. Câu trả lời là quý vị không nhất thiết phải uống chung hai thứ. Chúng ta chỉ uống cái nào chúng ta thiếu thôi. Trong y khoa, quý vị phải nhớ cái này là không phải cái nào nhiều mà cũng tốt. Tôi nhắc lại cái này nhiều lần. Chúng ta hay có cái quan niệm là cái này tốt thì uống 3 lần, 4 lần sẽ tốt hơn. Cái đó không đúng. Chúng ta chỉ cần uống những cái chúng ta thật sự là thiếu. Tại vì cơ thể chúng ta là một cái bộ máy rất là tuyệt vời. Chúng ta giống như chiếc xe chạy vậy. Chúng ta thiếu nhất, chúng ta đổ nhất. Chúng ta thiếu xăng, chúng ta đổ xăng. Chúng ta không có đổ lung tung vô. Tại vì cái cơ thể chúng ta còn tốt hơn, có thể nó là hoàn hảo hơn cái máy xe nữa. Canxi hay còn gọi là calcium, chúng ta lấy hoặc là có dễ dàng từ đồ ăn. Có thể nói cách khác là canxi là chỉ cần ăn đầy đủ những cái chất, giống như tôi nói trên đây là uống sữa có calcium, ăn những cái chất mà trong cái bài nói chuyện về calcium của tôi cũng trên cái kênh YouTube này, là quý vị có đủ canxi. Trong khi vitamin D thì khó hơn. Thật ra giữa hai cái thường là bệnh nhân thiếu vitamin D chứ không phải thiếu canxi. Quý vị có thể check cái video mà tôi nói chuyện về calcium, cũng cái link trong đây để quý vị nghe kỹ hơn về calcium. Tại vì uống calcium hay canxi uống nhiều quá có tác dụng phụ. Và nguy hiểm hơn là có thể gây ra bệnh tim mạch. Nói tóm lại, qua bài nói chuyện này, quý vị nhớ là chúng ta có 6 cách để tăng cường vitamin D. Và 6 cách đó là như thế nào? Nghe cái phần đầu. Cái quan trọng hơn, nói chuyện với bác sĩ của mình để xem là mình có thiếu vitamin D hay không. Và khi bác sĩ biết quý vị có thiếu hoặc là ở cái ngưỡng như thế nào, bác sĩ sẽ khuyến cáo quý vị nên uống. Quý vị cũng nên cẩn thận là cái môi trường thổ nhưỡng nhiều nước khác nhau. Tôi là tại Hoa Kỳ, bác sĩ tại Hoa Kỳ, và tôi chữa rất nhiều bệnh nhân tại đây. Thành ra tôi thấy rất là nhiều người ở đây thiếu vitamin D. Nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị tại Việt Nam là quý vị cũng thiếu vitamin D. Tại Việt Nam là xứ nhiệt đới, nóng ẩm, gió mùa. À, cái số người đi ra ngoài nắng ở trưa có thể rất là nhiều so với tại Mỹ. Thành ra có thể ảnh hưởng khác nhau về cái lượng vitamin D. Và cuối cùng là cố gắng kết hợp 6 cách để lấy vitamin D, không nhất thiết phải uống mà quý vị cần phải ăn, có thể tắm nắng chút xíu, ăn đồ biển, ăn cá, nói chung là mỗi thứ một chút như vậy, và uống sữa thì khiến cho cái việc mà chúng ta tổng hợp vitamin D từ nhiều nguồn khác nhau, như vậy nó sẽ tốt hơn là chỉ dựa vào một cái nguồn duy nhất là uống vitamin D bổ sung. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Win Tran, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Quý vị có những câu hỏi hoặc là có những chủ đề quan tâm, xin mời để lại lời nhắn ở đây.
và team Dr. Nguyễn Trang sẽ sàng lọc và lựa những câu hỏi của quý vị. Cảm ơn quý vị.